Hiện toàn tỉnh Bắc Giang có hơn 27.000 ha vải thiều, trong đó sẽ có 149 mã vùng trồng đã được Trung Quốc chấp nhận, 18 mã vùng đi thị trường Mỹ, EU và 19 mã vùng trồng đi Nhật. Và theo các cán bộ nông nghiệp, tỷ lệ hoa vải đạt hơn 90%, hứa hẹn một mùa vải bội thu. Ngoài một số doanh nghiệp đã chủ động đặt vấn đề thu mua liên kết với người trồng vải để đi Nhật, thì phần lớn người trồng vẫn đang mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ phía các địa phương và các doanh nghiệp trong việc xúc tiến tiêu thụ trong mùa vải năm nay. Dự kiến năm nay, ông Huynh thu hoạch tới 15 tấn vải sản xuất theo hướng Global Gap để có thể xuất khẩu sang Mỹ và EU. Mọi năm thời điểm vải ra hoa đã có doanh nghiệp tới xem vườn, nhưng năm nay vẫn chưa có ai tới. Ông Huynh và nhiều bà con ở đây mong có thêm nhiều doanh nghiệp về bao tiêu vải cho bà con. Năm nay tất cả các thị trường đi nước ngoài thì nó chưa thấy gì cả. Mình nghe rất chi là không thấy một cái đơn vị nào mà đến mà để tôi để cung cấp vải thiều cho đi xuất khẩu cả. Còn với hợp tác xã này, mỗi mùa vải chỉ mong có hệ thống kho lạnh đạt chuẩn, có thể bảo quản trái vải tới 3 tháng. Như vậy, vải có chín nhiều cũng sẽ không bị từ thường ép giá. Nếu như mà có kho lạnh thì chúng tôi sẽ thu hoạch, chúng tôi đến cái vụ rộ là chúng tôi cho vào kho lạnh, chúng tôi bảo quản, chúng tôi xuất đi. Nắm bắt được những băn khoăn của người trồng, ngay trong tháng này, chính quyền địa phương sẽ có những buổi tiếp xúc với các doanh nghiệp để mời gọi họ tham gia liên kết sâu hơn với bà con. Bên cạnh đó, tiếp tục giám sát mã vùng trồng để đảm bảo chất lượng quả vải tốt nhất, đảm bảo cam kết với doanh nghiệp. Tập trung cao nắm bắt thị trường cũng như là huyện cũng đã tạo mọi điều kiện để cho các doanh nghiệp mà đến huyện để tiếp cận với các cái doanh nghiệp cũng như là hợp tác xã và tổ hợp tác xã. Cũng theo đại diện địa phương, thúc đẩy bán vải qua các kênh bán hàng trực tuyến cũng sẽ là hình thức được áp dụng triệt để trong bối cảnh dịch COVID-19 năm nay vẫn khá phức tạp.